Bạn muốn có sức khỏe thì phải ăn rau củ quả mỗi ngày. À, từ 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 cắn cắn hai cái, cắn hai cái. Cắn hai cái. Ăn rau củ quả để gì Quân? Ăn rau giúp cho cơ thể có vitamin và chất xơ mỗi ngày. Ăn hết tô rau rồi. Rồi nhanh chóng lên, cha làm cho một cuốn cuối cùng đi học nha. À, còn tắm nữa. Minh Quân nói coi. Minh Quân nói nè. Bạn muốn có sức khỏe không? Bạn muốn có sức khỏe hãy ăn rau củ quả mỗi ngày. Như Quân, bạn muốn có sức khỏe hãy ăn rau củ quả mỗi ngày. Vì ăn rau củ quả có gì Quân? Có chứa vitamin và chất xơ. Yeah. Đó, đây. Đó. Gì vậy? Hả to ra. Ăn lại đi tắm, ăn lại tắm đi học. Thôi ăn không ơi. Các ba các mẹ thân mến, giai đoạn từ 0 tới 6 tuổi là giai đoạn vô cùng quan trọng để các con phát triển một cách toàn diện, và nhu cầu về dinh dưỡng giai đoạn này rất là cao, cho nên hãy lựa chọn và tìm kiếm các loại dinh dưỡng bổ sung để giúp cho con chống sự thiếu hụt và phát triển ổn định các ba mẹ nhé.